theo mời bạn cùng tôi đi tham quan chùa Hồng Nghĩa. Chùa Bía, một ngôi chùa cổ nhất làng cổ Đồng Lâm, cũng có thể nói một ngôi chùa cổ của Việt Nam. Đường vào chùa cũng là cổ kính. Cụ làm bột sắn, đây là tương, làm tương, một đặc sản làng cổ Đồng Lâm đấy là tương, và các bạn biết rồi. Rồi các sư, các bãi, Phật tử trồng rất là nhiều phong lan. Rồi, bạn tôi đi vào phía trong của chùa Bía nhé, nhằm khám phá xem đây mệnh danh ngôi chùa cổ nhất thị xã Sơn Tây, cũng như là có chứ có nhiều tượng Phật bằng gỗ mít Sơn Tây. Lời giới thiệu về chùa Bía. Chùa Bía có từ thế kỷ 17. Thế kỷ 17. Tất cả cột đều là bằng bi. Đây là ngôi chùa có nhiều tượng gỗ mít cổ nhất Việt Nam. Tất cả tượng đây cơ bản đều được các nghệ nhân làm bằng gỗ mít là chính. Cơ bản làm gỗ mít là chính các bạn nhé. Phật nằm bằng gỗ mít. Đây các sư các bãi có vườn lan rất đẹp, lan ra rễ rất là dài, rất là tốt đấy. Vườn lan của các sư các bãi Phật tử trồng nhiều loại chưa, rất nhiều loại lan đẹp, cả hoa này, lan vũ nữ, hiện tại mùa lan vũ nữ ra hoa rất đẹp. Chùa hiện tại thì các cột các bạn làm bằng gỗ lim. Khu này là khu gian để các chư vị Phật tử, vị khách thập phương ngồi nghỉ ngơi sau khi vãn cảnh chùa, như là để nơi sửa lễ vật, dâng lên các vật chư Phật nơi này.
Cây này cây gì quả rất đẹp này. Như là quả La Hán thì phải. Không biết có lẽ đây cây quả La Hán. Rất nhiều quả. Rất đẹp, rất đáng để các chư vị Phật tử cũng như các vị khách thập phương đến chiêm ngưỡng bái Phật như vãn cảnh chùa. Chùa rất là yên bình, rất yên bình. Xin mời các bạn cùng tôi tiếp tục đi khám phá những di tích khác ở làng cổ Đường Lâm nhé.